Rồi hôm nay sẽ làm chiếc xe Future Neo GT. Cái xe này là chủ xe yêu cầu mình làm nồi với lại kiểm tra sân cam. Mình sẽ kiểm tra lại cam cò. Tại xe này nó cũng hơi kêu lớn nè. Thì mình sẽ làm lại, mình sẽ thay cộng sân cam, kiểm tra bài đạn cam, kiểm tra là cò có lỏng hay không. Đó. Nồi thì nó tuột nồi sau rất là nặng nha anh em. Đó, nè. GT nè anh em. Đó, anh em thấy không? Là tiếng kêu nè. Đó, anh em nghe tiếng kêu chưa? Rồi ha. Rồi mình sẽ chạy về làm xe này. Thì hay thì không hay, nhưng mà mình cũng có một số kinh nghiệm để mà trị cái dòng xe này. Future Neo nè. Thì mình sẽ làm chiếc xe này. Tại sau khi mình làm, mình sẽ cho anh em nghe lại cái tiếng máy. Còn nồi thì mình nói nhiều khi mình mà không lẽ mình làm mình tự mình khen mình tự review cho mình. Nói chung là ai làm là cũng có nhiều khi là nó cũng có những cái trở quẻ đồ, hay là có những cái mình phải cân chỉnh lại. Chứ mà anh em một số YouTube đồ lên là nói hay lắm mà làm thì có khi là cũng riêng mình là cũng vậy đó ta anh em. Có nhiều khi là khách kêu mình là nhiều khi mình làm xong rồi có nhiều khi là khách cũng kêu mình kiểm tra lại rồi, nhiều khi là có 10 chiếc thì cũng có một chiếc chở quẻ, hay là 100 chiếc cũng phải có, chứ không ai mà tài giỏi đâu anh em. Ví dụ như video rồi mình lên mình hướng dẫn rồi đó, mình cũng có cắt sửa video, thấy không, chứ không phải là nó suôn sẻ như anh em suy nghĩ đâu. Cho nên là anh em làm á, anh em cũng nên cân nhắc là anh em tự làm ở nhà cũng vậy á, anh em coi video hướng dẫn thì anh em cũng phải biết sơ sơ, hay là anh em phải nghiên cứu kỹ và anh em phải có kỹ năng nhé. Thì mình làm video cũng vậy thôi, thì 10 lần khen cũng hay là 50 lần khen cũng có một lần chê đó, không có bao giờ mà nó hoàn hảo đâu, phải canh chỉnh nó là dữ lắm nha anh em. Rồi nha, mình sẽ về làm xe này thôi, chút mình sẽ cho anh em nghe tiếng kêu lại coi nó hết không nha, khi mình làm xong thay sân cam mà thay này nọ đó. Rồi chạy về làm xe này thôi nha anh em. Rồi có gì quay lại cho anh em coi. Rồi chiếc Future Neo GT màu đen này chủ xe là cũng mua xe lại anh em ơi, mua lại 28-29 gì đó, chủ xe mới nói nè. Thì xe dán bố cước nhưng mà mình thấy là bố nó không có rung gì hết, bố trước nó không có rung gì hết, cho nên mình để lại nè. Ở đây là trước khi mà bán thì họ cũng đã làm rồi, tán rivê nồi rồi hết rồi nè anh em ơi. Rivê nồi tán lại luôn rồi nè. Rồi nè, này đế nồi nó tuột nha, hơi ra bã nè, chạy thời gian là sẽ ra bã đó, nó này, cái này dấu hiệu là nó ăn không có tốt nè. Mình sẽ thay bố nha, thay bố sau. Rồi. Thay bố sau, rồi cái nồi này là dứt điểm là thay bố sau, là ok ha. Thay bố sau thôi, còn bố trước thì khỏi dán. Rồi sau khi mình kiểm tra thì sên cam dùng nha anh em. Đó, sên cam dùng. Rồi mình sẽ thay cho chủ xe một cộng sên cam với lại kiểm tra lại đồ luôn. Đó, vậy là ok rồi. Đó, chủ yếu là xe này là làm sao hết tiếng kêu. Hồi nãy mà mình quay cho anh em coi đó là thứ nhất. Thứ hai á là mình sẽ thay bố nồi sau là xong. Rồi nha, vậy là xong rồi đó. Thì hàng Future Neo GT là cái rắc cảm biến tốc độ nó rất là ngon nè anh em, chụp này nè ba chân. Còn mấy hàng kia nó sơ sài hơn, Future X rồi Future XFI, Future Neo FI là cái chỗ này sơ sài hơn. Chỉ có con này là cái rắc này nó dữ dằn lắm. Cái rắc kia giống rắc Xenia anh ba chân của Rimway thôi, còn này nó ngon nè. Rồi chiếc Future Neo là mình thay cộng sân cam nè anh em. Rồi chỉnh cam cò lại là ok rồi. Còn nồi á, mình sẽ thay 4 lá nồi FCC nha. Bố này là không thua về bố hãng đâu nha anh em. Đấy đó, với lại mình canh thêm cho chủ xe là 2 lá sắt dày lên một miếng là ok. Thì cái nồi này nó cũng tuột đáy nhôm mà anh em ơi. Chung vô chạy ok là được rồi. Còn chuông là họ lấy cái càng bố của càng ngắn á anh em, càng bố ngắn của quay alpha đó là hội chim long đền, nhưng mà mình thấy không có rung giật mình để luôn, với lại không hú mình để luôn nha anh em, đâu ra đó rõ ràng rồi đó. Cái này là ok nè, vô nha.
bốn lá bố rõ ràng. Rồi xong rồi. Đó. Xe này tán chuồng heo rồi hết rồi nè. Tán rồi thôi chứ giờ sao giờ. Nãy mình chạy cũng thấy không hú huyết gì hết. Ok rồi đó. Rồi sau khi thay bố nồi vô xe chạy giọt nha anh em. Thì xe này là thay bố nồi zin canh lá sắt với lại thay sơn cam nha anh em. Thì sơn mới nó hơi hú một chút. Rồi chút mình giờ mình sẽ xử lý sơn cam mà mình quay lại cho anh em coi nha. Rồi đó xe là ngon rồi anh em ơi. Bố nồi chạy ngon lắm. Rồi sau khi mà mình chạy về thì nồi ok rồi nha. Chiếc Future GT màu đen mỡ gà nè. Thì mình sẽ thay luôn cái bánh tì, cái cần tì thằng lằn trên của nó nè. Rồi cái này nó bị nè. Nó vô nó mòn quá rồi nó bị gờ ở đây nè anh em ơi. Đó cái này nó mòn nó bị gờ ở đây nè thấy chưa. Đó. Rồi mình sẽ thay cần khác hả. Đây đây là mòn nè. Đó cần này là cần mới luôn. Đi vô coi nó làm sao coi. Nó đang hú anh em ơi. Nếu mà không được mình thay luôn cái dưới luôn. Chứ không có lý do mà nó hú dữ gì đâu. Rồi nha mình vô nha. Rồi thì đó. Cái này là lên ga nó hơi hú vài bữa mới hết anh em ơi. Mình cũng đã thay cái cần trên rồi đó. Nè. Rồi còn máy thì ok rồi đó anh em. Nè, đổ gam tì là rất là yên. Rồi kết thúc xe của chú này cho chú này còn về đó. Đồng quá.